Hello, 5 triệu anh em nha. Mình sẽ tiếp tục chơi tới trong phần Free Fire nhé. Mà gọi lên nó không để từ này à? À đâu, thế không? À đây này. Đây này, mẹ ơi. Đây là gạo muối nhi. Đây là lạp sườn này. Ngon lắm. Đâu ra vậy? Mẹ tôi gửi lên. Mẹ lên để ăn thử. Anh cứ mua lạp sườn anh để khán giả anh mua nó hả? Giờ thì ạ. Giờ mua điện thoại mình vì thấy shop. Shop hồi xưa biết thì lấy mẹ điện thoại nhớ cũ đi. Thế đấy, cái đợt nó mua đây. Giờ này không dán với dầu ăn. Đèn. Thế để lấy xong chia tay mày đẹp không? Có phải mình đã tốn một khoản không? Đã tốn. Đã tốn nhiều ấy chứ. Trời. À, sau hôm quay lại cái kia nhá. À biết rồi. Ờ, nhìn. Để ấy, tối làm tối, cái. Tối không. Tối là tôi đi về tầm 6 rưỡi là tôi phải về rồi. Tuy hẹn hòa nha. Thế là phải làm sớm. Ok, chiều qua. Con mẹ cay quá, nhìn nó mi xong mi nó rụng gần hết mẹ luôn ạ. Hôm nay ở đây bánh Đức khuya khuya để bù Free Fire. Chú thốn quá rồi. Ngủ đây bánh Đức luôn. Thôi. Cho đơn của bánh Đức ngủ của mình. Rồi, anh Đức có thời gian kiếm người yêu. Không gian để anh kiếm người yêu. Anh không yêu, em không biết rồi. Đấy, thì có không gian để có những người yêu. Mình xem như vậy. Sao nó hát xong nó bỏ nhạc đi. Tạm biết rồi. Vậy. Tản nhiệt về rồi, giờ đợi nó đặt vào ấy thôi. Shopping đầu giá xong cuối tháng hết tiền. Hôm qua ông bảo hôm sáng hôm qua ông bảo hôm nay kiểu gì cũng đặt thêm một đứa ở lúc chiều tôi về đặt thêm đơn nữa. Tốt rồi. Giờ lý do hết tiền hàng tháng rồi đâu. Giờ tôi chỉ đợi nốt cơm tản nhiệt thôi. Cái này là ngốn lắm rồi. Em có người nhận cơm chứ? Em nhận. Hả? Em nhận. Có người nhận cơm gì? Không. Em nhận mà em phải đi ship được rồi. Tốt rồi. Tốt rồi. Ở đây là khu súng VIP lần này mình em ơi, anh em nhìn theo mình nhé, mình chỉ anh em nhảy chỗ đẹp nha. Ok. Và 1 2 3 nhảy. À, chiều quay kháng mình làm kháng tốt rồi. Ô, anh Long mà anh lấy video cho bên khác có được tiền thì là bên họ trả tiền mua video à? What the fuck? Tốt rồi. Gào đi xem đấy đâu anh ơi bọn đấy nhỉ kiểu toàn hát nếm thôi. Đây là người khác lòng vào đúng không? Up lên river chạy chạy ngay làm ống quen đúng không? Đi theo đấy xong rồi làm kháng nhá, làm kháng luôn. Anh lại what the fuck sao lại cười ra nó bị bùi đi sao bảo ơi nó bắn à. Mẹ nhìn này xem đó này. Qua đi à, bóng về đây là... 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 Thế là con mình thấy con mèo khác luôn, nó khè cả chủ lẫn mèo luôn rồi. Xong rồi nó cắn, nó cào một tay sức. Nó cắn ra từ xương mẹ lên rồi. Ghét. Và tôi định đánh nó này.
Cốc này có súng vít mà nem đi nhặt súng chứ đúng không? Hơn lại đây kháng sao em đặt cho anh với anh đi vậy? Đợi tôi làm sắp khăn làm cái lời khoản khác từ phải nợ rồi nè hả từ phải đấy luôn không không phải khác lấy ấy lấy ví dụ khác à.